Anh em nhìn nhá, anh em nhìn nhá. Ngày xưa là tôi dạy là ngày chơi game này. Are we playing still? Đấy. Đấy, quả đấy là Dude, where the fuck were you earlier? tôi bảo I là dipped for a bit. what the fuck? This guy dipped without even saying a word. Bro, just had to leave. Was it weed? No. Right, I'm queuing. Đấy, Did you tôi quả đấy tôi leave? bảo nó Chat, I là watched this guy đi stream. đâu 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 đi Shit. có mẹ bọn này nói nhiều ấy, im mồm ấy. Đừng nói nhiều ấy. Mà để tao reaction. Quả ấy tôi bảo là à, quả này tôi đi mẹ nó đang bắn giải thôi, alo nó, alo bên phải đấy, thế nó mới check bên phải đấy. Úi giời ơi, sao tôi bảo nó quả trước quả này tiếp hai thằng CD mày giết cho tao thờ hoặc là do vào CD vào đi. Úi giời ơi, đấy đi mẹ báo chuẩn không. Úi giời, báo đi con mẹ à, mày báo thấy không, communication nó gọi là vãi lồn. Nhưng mà xem cái clip này là địt mẹ đẳng cấp thật, nhạc nhạc có hai vãi lồn. Đấy đấy đây tôi dịch 15 năm trước em được sinh ra ở ở ở miền Tây America. Em rất cảm ơn anh Dép đã dạy dỗ em, đến năm nay em 20 tuổi em vô địch thế giới, em cảm ơn anh Dép rất là nhiều. Đấy dạy dịch đấy, dịch đấy, dịch đấy, dịch đấy. Đấy đấy đấy, nếu mà thằng đây thằng bình luận là thằng này xem lời sao, nếu mà không có thằng Dép ngày xưa dạy dỗ thằng Sở Tư Huy thì thằng Sở Tư Huy bây giờ đã không có tương lai như thế này đấy. Đấy đấy ui. Đấy Stewie trong một cuộc phỏng vấn gần đây bảo là kỹ năng bắn lục lấy từ ai, và em lấy từ Dép Nguyễn. Địt mẹ em không nhìn thấy là chuẩn, không có mình thì đã không có Stewie đấy. Đấy địt mẹ em. My name is Jake Stewie 2K Đấy, em tên là Stewie 2K Zip. and I grew up in San Francisco, California. Em đến từ địt mẹ mày Wuhan, Hàn Chai La. Đấy. Growing up, I've always loved playing video games, whether it was on the console. Đấy, ngày xưa từ bé tôi đã đưa cái Game Boy, tôi đưa nó bảo là này, mày cầm đi, mỗi ngày mày tập bắn 500 con boss cho anh. Sau này mày gặp thằng nào mồm thằng ấy đấy, địt mẹ. Từ bé tôi đã dạy nó chơi game rồi. Khác không tin. Or the computer. Địt mẹ. My older brother Từ bé plays tôi đã dạy nó Minecraft, chơi game rồi, but chứ không phải là watching him không. play 1.6 is what led me into the gaming world. À, So địt yeah, my mẹ. brother is Chứng tỏ trong cái sự thành công của DV2K thì tôi là đóng một góp một phần rất là lớn. years older than me, Tôi rất là and tự at the hào. time I was 6 years old, and he felt I was Đấy. too young to watch him Đấy. play. However, once every blue moon, when he's in a good mood, he would let me play on a Đấy, thấy console. không? Đấy. Tôi bảo là em mặc dù tôi dạy nó không không như là một người thầy ở trên chiến trường dạy skill mà tôi còn dạy cả tâm lý. Em khi nào khó quá hãy nhớ lở nụ cười. Lở nụ cười nhá, không phải nở nụ cười mà lở nụ cười nhá. Đấy anh em thấy nó cười tươi không? Địt mạng tôi không như là bác sĩ địt mẹ mày em minh mà là gọi là bác sĩ mentor mình ảm nó vãi luôn. Thế em lở nụ I'm cười em trying to thắng grow a ngay. little bit. Eventually. Wait, what? Phải. Not playing? Bot's got a dip. Fucking idiot. We're playing video. I'm reacting to this video. Eventually, when I got my own Đấy. computer, Đấy. I explored different games like MapleStory and RuneScape. Đấy, tôi bảo con bảo là thôi mày địt mẹ lúc đầu nó bắn ngu quá, tôi bảo là địt mẹ mày chơi mẹ RuneScape đi, bắn ngu quá, cút, đừng có chơi nữa, địt mẹ bắn ngu thế. My Đấy. friends from school at the time were into Modern Warfare 2, so I played on the Xbox 360 mainly. Modern Warfare Đấy, 2 tôi còn was bảo là Xbox 360 nó ngày xưa tôi còn địt mẹ mà cái trò Half-Life là tôi đưa cho nó tập ở trên Xbox 360 mà. Địt mẹ mỗi ngày tôi bảo em bắn 500 con zombie cho anh, địt mẹ tôi vãi lồn lắm. first Ngày xưa là tôi là một người thầy, tôi đã bảo ở ngày xưa là người thầy của quân khu 7 đấy, địt mẹ mày. Nó chỉ là quân ngày xưa nó chỉ ở quân khu 2 thôi, nó là tầm rau dưa. Fucking idiot. Địt mẹ em. Địt mẹ em hồi đấy là chỉ có PSP thôi, làm gì có màn hình 240 đâu. À, tôi đã bảo em lớn lên muốn lên quân khu 9, Cloud 9 để vô địch Meizu thì em phải tập tập ngay từ bé đấy. Địt mẹ And nó nghe that's lời why I tôi learned mà how bây giờ to nó mới improve, gây như thế này not đấy. only because I really liked Đấy, play it, tập but trung the chưa, more tập I trung played, chưa. the more competitive I got. Đấy. Địt mẹ không phải dễ đâu. Đi post After nội middle dung gây school, phản my cảm. friend Phản who cảm had là thế tried luôn League nào, of địt Duty mẹ. for high school Tôi dạy nó chơi game started spending a mà. lot more time on the computer and heard that League of Legends was the new thing. Đấy, địt mẹ ngày xưa tôi còn dạy nó chơi cả LOL nữa. Tôi đã bảo là địt mẹ mày cắm mắt ở đấy để tao đá xong âm tôi insect địt mẹ mày. Tức là tôi tập luyện là nó cái tay 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 là phải di chuyển là nhanh nhạy. Thế là nó mới lả lướt
Thế nên là địt mẹ mày, nó mới ấy được, nó mới múp bên nửa, nó mới dẻo dai được đấy. Không dễ đâu các bác ạ. Cái giáo án của tôi là giáo án kiểu tối mật ấy, chỉ dành cho một người hai người thôi. Tôi chỉ dạy mấy cái đứa học sinh như kiểu cô Zera với Simple với cả 2K, chứ còn bình người bình thường như kiểu địt mẹ mày sờ rủng không dạy đấy, quit ngay. I played League of Legends for a year as a hobby, but remembered how fun one Ông more 2K khuyên ông chiến 8, tôi sinh năm 2K bao giờ, vãi lồn. Olympics was when I was younger, so I decided to get back into it. When I started to play 1.6 again, I Đấy, đấy, only đấy, played đấy, deathmatch, surfing, đấy, and địt different mẹ. type of mods. I never took it Ôi serious. dạy đói, địt mẹ mày. Thắng đường đua, thua đường tình. Nhưng mà trước hết mày cứ phải thắng đường đua đã. Thế là nó có người yêu đâu, nó cứ phải thắng đường đua đã. Địt mẹ hồi đấy tôi còn nhớ cái hồi Tết năm 2005. Tôi bảo là, alo, Stevie, bay ra Hà Nội đi. Đấy là nó bay ra. À, tôi trên con chiếc xe đạp thống nhất của tôi, địt mẹ bọn tôi đua với cả mấy thằng đi Dream, địt mẹ bốc đầu ngoài hồ, ngoài địt mẹ bóng hồ, địt mẹ bọn tôi đua vãi luôn. Mặc dù là xe đạp nhưng mà tôi đạp hơn, nhanh hơn cả xe máy, địt mẹ During pro đẳng 2014, cấp. a buddy of mine decided that I Thắng should đường đua play ngay, CSGO bạn mà and đua với recruited tao it à? to me through Steam. The more I À. played CSGO, the more attached I got to the game. I played matchmaking for 5 months until someone suggested that I should get ESEA. Đấy. At the time, I didn't know anything about the Từ esports một trường gió world cũng or đẹp mà the xem player rõ gì. Ngày scene, xưa tôi nói but thật, I địt knew mẹ tôi toàn ra bờ hồ, địt mẹ tôi đua xe the mà. players were receiving professional contracts to compete around the world, so that's when I knew that's what I wanted to become. The Team fact that đại tướng people ở were giải thinking of ESC making tên gì being để còn a bet á? professional Không video được game bet, ai player cho bet? inspired me to pursue Tôi không something new. có mẹ bán độ. I love When I sell began ESEA, I degree, ok. constantly got accused of cheating from popular No sell CS pro degree. players. That's when I knew I could compete at a top level. At the time, I was 16 years old, and a semi-professional team gave me a Ở Mỹ chance giờ to ấy chất lượng compete, nhé, đi mẹ tôi and nói that thật was a chứ, đi gateway mẹ into the tôi có professional làm gì scene. đâu. Đấy. So at this moment, I knew that I had to put CSGO as my priority to pursue that Đấy. dream. Đấy địt mẹ mày. Trong nói chung là những cái hình, trong những cái pha di chuyển, pha đặt tâm của Stewie thì đều là hình bóng của người thầy Đáp Nguyễn. Tức là làm sao? Là giống tôi, di chuyển hay, bắn ốp cũng tốt, AK cũng ok. Nói chung là cây ở toàn diện. Mỗi cái là nó ngu hơn một tí thôi. Smoke cũng phi, Vlad thì cũng đi, địt mẹ. Tất cả anh em thấy cái lối bắn của thằng này nó rất giống mình. Địt mẹ em, mỗi lần nó bảo ngày hôm hôm trước nó gọi anh à, em nhớ anh quá, em cứ đứng những cái nhớ những lần anh cầm tay em di chuyển ở map để infollow, để địt mẹ. I spent Thế so mới much vãi lộn time nhá. trying to get Nó chỉ recognition ngu hơn and tôi prove một tí thôi, myself to nhưng mà nó pro cũng khôn. players that Không phải dễ đâu. becoming Ngu absent hơn tôi một was tí là hơi really bị giỏi đấy. meaningful to me. Không không phải dễ đâu. Bình thường người ta ngu hơn tôi nhiều tí. Reconnecting with my family Nhưng mà and không 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 phải ai cũng ngu hơn tôi, chỉ có một tí thôi. Cái gì đấy? Cam C.1A vớ vẩn, địt they mẹ. always stress how important it was to be successful in school, but I knew that if Chất I lượng worked gì? hard, I could Tôi be nói thật. successful in competitive gaming. My Hai parents bên said Mỹ no cắt cầu straight dao, sports, cắt cầu dao. and Địt mẹ always ông felt đừng có vớ vẩn. that being on the computer was a waste of time. Đấy, địt mẹ anh em thấy cái quả này không? Cái quả địt mẹ mày sóng lô về đề này. Đó, cái hôm này là nó bét. Hồi đấy là tôi bắn cho cái team gì SK Gaming ấy, hay bọn tôi bán độ tí, bán độ tí, tôi bảo câu Zera là thôi bán mẹ độ đi. Đấy, thế là bán, thế là nó khóc. Nó bảo ôi anh ơi, địt mẹ à, mày em bay hết Dragon Lore với cả M4 Hao rồi. Thế nó định tự tử, nó định nhảy xuống sông. Thế tôi bảo Stewie dừng lại, theo bọn tôi đi bơi. Thế là địt mẹ bọn tôi, thế nó định tự tử nhưng mà cuối cùng lại là đi bơi. Thế là bọn tôi em bảo không có gì phải khóc, địt mẹ mày thua keo này tao bày another keo. Thế địt mẹ hôm sau lại bet tiếp thắng luôn, địt mẹ. Đấy, My thế nó parents mới said không, no. nếu mà hồi xưa mà tôi không cản nó, tôi mà không cản nó là nó lao xuống đây, nó chìm luôn rồi đấy. Thằng làm gì có biết bơi đâu. Địt mẹ tự tử, tử thành đi bơi, địt mẹ tôi đúng là một người thầy địt mẹ tâm lý. Hatred esports and always thought that being on the computer was a waste of time. So when they would get contacted from school about me being absent, they would Đấy, confiscate thằng này my ngày xưa là phone. hay trốn học. Địt mẹ mới là thầy hiệu trưởng. Nó cứ alo, alo Vai. Theo tôi, địt mẹ ngày xưa tôi phải alo nó. Du, du here, du đang đi học, du in the classroom. Đấy. Mà địt mẹ thầy hiệu trưởng nó không tin. Có hôm thầy hiệu trưởng về nhà hàng này. Bảo, nó, bảo, thằng kia, mày đâu? Theo tôi phải nói dối với mẹ nó. Theo tôi ngày xưa là bạn thân nhất của nó mà, người anh cả của nó mà. Thế mẹ mẹ nó bảo tôi là, cháu có biết thằng Tiêu Y ở đâu không? Bảo, bọn cháu đang đi đánh cầu lông. Địt mẹ ở ở sân vận động sát bờ đê, địt mẹ với cả hồ Ha Le, cơ quan cũ của em ngày xưa. Đấy, địt mẹ cân thể thao, mẹ thằng Stewie rất thích nó chơi thể thao, là mẹ nó cho tôi đi với nó mà thôi. Thực ra cháu trốn nào cũng được, miễn là nó không động vào video games. Đấy, địt mẹ mày thằng, thằng tôi cứ phải lấy lý do cho nó đấy, người anh nó những dạy lại còn bao che, mãi lồn. To get my computer.
However, they would compromise with me and work things out. But it got to the point where the school stated that if things don't change, I would need to transfer. Thế là cứ ngày tháng mà tôi đánh cầu lông, thế thằng nào tí đó nó bị đuổi học. Thế tôi bảo, thôi, mày có thể chơi game cũng ok rồi đấy. Mà có hôm tôi ngồi nói chuyện đó, mà mày học ngu thật, địt mạ. Học cái lộn, 1 điểm, địt mạ. Môn mỹ thuật 2 điểm, địt mạ, đã hiểu. Môn tiếng Anh thì 9 điểm, nhưng mà môn tiếng tàu thì 0 điểm. Địt mẹ ni hảo là tưởng địt nhau, thế mày cay. Cày thơ rồi đấy. I chose to transfer to a different school so I would have more time competing. My parents were furious. Thằng Steel ngu học với cái lời hèn gì anh không khác nó. Vớ vẩn. Vô địch thế giới thì tôi cũng phải là địt mẹ mày. Tôi khác gì huấn luyện. Một khi bạn đã là người thầy của huấn luyện viên của người vô địch thế giới thì bạn cũng coi như vô địch thế giới. Ngày mai tôi để đổi bio của tôi là won Elite Major 2018. Mẹ nói thật. Finally, this is what I've been wanting, but my parents could never understand it. So throughout this time, I've been rising. Đấy, bố mẹ nó không hiểu là sao đi chơi cầu lông mãi mà cơ bắp nó không lên. Hóa ra là cầu lông ở địt mẹ mày Viking, cày thế. Hóa ra bố mẹ một hôm là bố mẹ phát hiện là bảo cầu lông lồn gì, cầu lông địt mẹ mày ở mid à? Chúng mày đánh cầu lông ở địt mẹ mày cửa sổ à? Địt mẹ mày sao cầu lông kiểu gì mà cứ bùm bùm chiu chiu thế này? Ít mẹ có hôm bọn tôi bị bắt, tôi đang hôm đấy tôi đang dạy nó đội hình 4-4-2, tự nhiên mẹ nó lại đi khanh, tự nhiên lại cầu thấy nó cầu đang ném quả nết mít bọn mẹ nó địt mẹ mẹ nó bực quá bảo thôi ngày hào khoang luôn nữa đuổi địt mẹ cầu lông vi kinh với cày địt mẹ shit man. Cái gì đây? Sợ lồn vừa thôi ông anh, địt mẹ tôi sợ lồn đi đâu, never sợ lồn. I contacted Stunner and hopefully đội hình 442. 442 là chiến thuật gì? 4 thằng A, 4 thằng B, 2 thằng mid. Đít mẹ em. Bọn tôi bắn nhau 10 người, đít mẹ chúng nó chỉ có 5 người thắng thì lồn được. 12 đít mẹ em. Kinh lắm. Cái thằng này là cái thằng Stula. Cái thằng Stuna này hôm nó gọi. Thằng hồi đấy thằng Steve là bắn cho cái team gì tên là rẻ rách ấy. Đấy, tên là rẻ rách. Thằng hôm thằng ấy gọi alo muốn vào C9 không? Thế bảo thằng nó ngồi với tôi bảo anh ơi, em vừa được C9 offer. Thế tôi bảo ừ, thôi, đi mạnh khỏe em nhé. Địt mẹ chia tay bỏ nó địt mẹ bỏ tôi khóc khóc nghe nhiều lắm. Ui, ai đồ lết đây? Đợi tí. Cái gì đây? Xem cái này đẹp. Không được. Địt mẹ xem cái gì mà xem. Đợi tí. Đấy, thế tự nhiên được cái hợp đồng. Ít mà em. Đấy, bọn tôi hồi đấy bọn tôi toàn bán 10 người mà nên là Minh Popper bảo sao report 3 along trong khi bạn có 3 thằng B. Ít mà em. Đấy, bọn tôi là ma giáo lắm, nó là gọi là đòn tâm lý đấy. Tức là bây giờ ví dụ mắt đớt 2 đúng không? Bọn tôi chỉ bình thường lúc đầu chỉ có 5 người thôi. Nhưng mà bọn tôi cho 2 thằng trốn vào trong cái thùng xanh ở gần A-Long. Xong là 2 thằng nữa thì nó ngồi trong cái ô tô xong nó cúi mặt xuống. Nó trốn trong cái ô tô. Đồng đội, team tôi mà ra chết. Thì địt mẹ bọn tôi mới mở cửa ô tô ra bọn tôi bắn bùm 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 bùm. Địt mẹ chết mẹ gì đấy. Bọn tôi bắn kinh lắm, bảo sao mới vô địch mấy giờ, không biết cái gì. Không phải dễ đâu. Bọn tôi trốn ngay. Này, flash rồi đi. Này, bọn tôi bảo mở cửa cái con Ferrari địt mẹ ngụy trang. Bọn tôi cúi mặt xuống, biết thế lâu nào được, đi bạn. Nói tiếng là sai bê gì. Bọn tôi có tình báo mà, bọn tôi có đặt máy ghi âm. Đi máy có camera, đi mẹ bọn tôi, đây này. Kiểu cả góc camera trên cái góc window ấy, đi mẹ camera kiểu ngụy trang, màu nâu nâu. Đây đi mẹ bọn tôi bảo bê clear cái, đi mẹ tôi nghe kiểu, ôi bê clear, đi mẹ bọn tôi nhấc lên. Đi mẹ, à mày bắn lại, vào sai bùm bùm bùm, đấy chết hết. Bọn tôi kinh lắm, không phải dễ đâu. So I needed to graduate high school, so I traveled back and forth to the C9 house and back home, complete my work. Finishing school and traveling with the team was probably one of the hardest obstacles to overcome. Finishing school. Đấy, was... thấy không? Anh em thấy nó cười không? Tôi bảo khi đời khó quá, hay là lụ cười. Đó là câu ca dao tục ngữ mà đến bây giờ sở TV nó vẫn không thể quên được. Đấy. Đây là nó mới cái tâm lý của nó mới hen đấy. Tôi là ngày xưa bọn tôi có cái gọi là cái gen. Tôi đấy, nó thân thiện với đồng đội, tôi cũng thân thiện với đồng đội. Bọn tôi giống nhau. Đấy, các bạn thấy không, khi mà tôi bắn ấy, tôi luôn nở nụ cười, tôi bảo khi đồng đội tôi chết, tôi bảo ôi, không sao đâu, no problem, good luck next time. Đấy, không phải, đừng có toxic với đồng đội, không phải thân thiện.
như tôi với Stewie thì mới vô địch được mấy giờ, các ông cứ chửi nó thế thì chả thua. Như tôi thì mẹ bọn tôi rất thân thiện với đồng đội, cùng nhau tiến lên kiểu là không sao đâu. Thế bảo ui dồi hôm nay tao bắn ngu quá mày ơi, không 20 cũng được. Nhưng tôi bảo không sao, ai cũng có một ngày tồi tệ, everyone have a bad day, we have a good day tomorrow. Đấy thì mà tôi khích lệ tinh thần của đồng đội quá quá thì là lũ cười. We've gone from unstable roster changes to not making out of groups to becoming a world-class team that could compete against anybody. Being on the team for only đấy, thế hồi xưa cái team này, từ sau đó giờ cái team rẻ rách ở bên gì gì đấy, nó bắn cho Cloud9, thế bắt đầu nó tìm được sự vinh quang. Thế là các ông biết kịch bản như nào không? Thế tôi hôm một hôm tôi bảo, dạo này vô địch nhiều nhỉ? Thế anh mày nghèo quá, không có đồng nào. Ước gì mà được donate với cả follow Instagram, đẹp Nguyễn thì phê lắm, hoặc là like fanpage. Tôi nhắn nó thế, nó bảo thôi em không cần anh nữa, em phản phúc. Địt mẹ nó phản phúc luôn, địt mẹ từ khi nó tìm được đỉnh vinh quang đây nó quên người thầy của tôi luôn anh em ạ. Địt mẹ nó sang đấy, nên là bây giờ các bạn hỏi Stewie có biết đẹp Nguyễn là không, địt mẹ nó quên tôi luôn. Địt mẹ cái thằng này nó ma mạnh lắm, nó đừng nó không, tên thật của nó Jack đúng không? Này địt mẹ mày đừng có để tên là Jack, mày để tên là địt mẹ mày láo lồn, láo lồn zip thì mẹ dám quên đi người thầy đã dạy mày 20 năm nay đấy. Thế mới là vãi đái đây anh em ạ, quên đi người thầy đấy. Đến mức mà hôm nọ thằng bạn tôi gọi là Stewie à, mày còn nhớ Đếp Nguyễn là ai không? Thì mẹ nó bảo là không, làm gì có thằng nào tên là Đếp Nguyễn. Thì mẹ thằng này láo thế anh em ạ, thì mẹ ba mẹ đặt cho cái tên là Jack thì mẹ em không xứng đáng, tên là xạo lồn. Mẹ bố láo thật. Đấy, nói thằng cái cúp này nó bắn được 30 mạng thì đến 29 mạng là chiến thuật của tôi. Địt mẹ tôi cái giáo án của tôi là tôi nói cho nó ra một đi đâu ra, đi đâu ra ba, đi đâu mà. Địt mẹ kinh lắm. Thế mà địt mẹ mày nó không cảm ơn tôi vì công ơn gì cả, bố láo thật. 2016 was the year that I showed my passion. Lại nha. Anh à, đây. Ngày xưa tôi còn dạy đó cách địt mẹ mày. Tôi còn dạy đó, đây là cái cách tôi nó giống cái tôi lúc tôi bắn giải này. Bọn tôi có câu người ăn mừng mà đấy. Đây là minh, đây là tôi có bằng chứng để thằng này là em ruột của tôi địt mẹ nhìn nhá. Đây. Hai. Đấy, đập tay. Đấy, ui đấy. Địt mẹ em đấy. Đúng kiểu đập tay, đúng kiểu là địt ai. Đấy. Đấy, thằng này chắc chắn là em của tôi nhưng mà địt mẹ em bây giờ nó không nhớ gì đến thằng anh nữa, địt mẹ cái thằng này bố láo thật. Đấy, địt mày cái thằng xanh con. Sau này bố mày vô địch ma dù đừng có alo, đừng có địt mẹ mày thấy người sang bắt quàng làm họ nhé. Tưởng ăn được một cái major là hay. Bố mày vô địch mấy cái major ở bên Việt Nam. Coloner gì đấy, Baby Colon. Baby Johnson, địt mày. Vỗ tay cái gì? Bắn thì ngu. Suốt ngày bán độ. Nói hết rồi. Thôi mày nói nhiều quá, nói ít thôi. Nhớ tao thì alo, nhớ giữ gìn sức khỏe nha em trai. Đấy hỏi buồn lắm, tôi đánh like nó xong tôi report bịt mẹ cô nào gì đây, hàm phun đây đây. Thôi. Đi mẹ report xong nó dùng tiền nó chửi tôi chết. Đi mẹ bọn này nó vãi lồn lắm. Đi like. Mẹ clip lồn. Chả ơi anh em gì mày. Cụt. Buồn. Ngày xưa tên là địt mẹ mày Jack Nguyễn, bây giờ lại để tên là Jack Zip. Súc vật. Hai nó là người Việt nó cứ điêu. Vô duyên. Chả ra cái gì đâu. 200.000 viewer, 200.000 sub mà kinh. Bố mà có tận bao nhiêu sub? Bố mẹ con nhiều sắp nha, đừng đùa. I have 16,400. Bố thằng điên. Tôi để tôi phân tích cho em một cái địt mẹ mày đâu nhỉ? Ngày xưa. Ví dụ như ở cái clip này chẳng hạn đấy. Halafasi này hao đây đây, clip này. Cái lối bắn của nó giống tôi lắm. Phân tích nhanh thôi, nhanh nhanh một đoạn nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Đúng rồi. Đấy, đấy. Đấy, thấy nó di chuyển, nó di chuyển. Đấy. K
cách di chuyển đấy là của tôi. Ít mẹ tôi dạy nó bao nhiêu năm đấy, tôi cũng bằng chứng cho anh em là đây là thằng em tôi. Ít mẹ, nhanh lên nhanh lên. Thằng em thấy không? Rất thích bay bổng, rất thích lượn lờ. Thằng này ngày xưa đi mẹ tôi bảo rồi, anh có biết cái chiến thuật di chuyển này là gì không? Là nó lấy ở đâu không? Đi mẹ đấy, cái hồi tôi dẫn nó lên hồ 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 Tây đua xe đấy, đi mẹ nó áp dụng vào trong game nó mới di chuyển mượt được như thế đấy. Em thấy không? Đây là động tác đá cua đạp đạp hiêu đấy. Úi giời đấy, đá cua nó đạp hiêu. Xong rồi ra bắn bùng gái chết luôn. Để đi mẹ em thấy không? Cái động tác ở ngày xưa đua đua xe trước kia là địt mẹ nó áp dụng hết vào đây mà vãi luôn lắm. Không không địt mẹ mình có thể không không chạy đi đâu được, thằng ấy chắc chắn là em tôi. Sao mà chạy đi đâu được? Nhìn ra nhìn ra hả? Đấy, bùm đấy. Tôi bảo nó là ra ra boiler nhớ check mid nhà đen đấy, nó nhớ ngay. Trời ơi. Đúng là thằng em mình địt mẹ. Chắc chắn là em mình à. Mẹ cay lắm. Đấy. Đấy, anh thấy không? Nó bắn cũng giống tôi, bắn cái súng, bọn cái súng của bọn tôi nó bắn kiểu gì cứ vào mặt ấy. Cày đi. Nghĩa là bắn nó không vào người, nó cứ vào mặt. Bị lỗi chứ nào, cày ấy. Trời ơi, thế rồi. À, đe này, đe này. Đấy, đấy. Úi dồi ôi, giống Đẹp Nguyễn thế. Mình... Bắn là mồm. Gì đấy? Giọng Kit rất dễ thương. Mình thường quay tay khi nói giọng của Kit. Công bị điên à? Thôi nhá. Không reaction nữa, tôi nhớ thằng em tôi quá anh em ạ. Cái gì đây? Reaction video này của xe. Thôi để hôm sau mình react nhá. Hôm nay mình buồn quá, mình nhớ thằng em mình có khóc 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 đến nơi. Khóc đến nơi. Nhớ. Đâu đâu đây. Thôi để cho các ông xem luôn reaction video cài vãi lộn. Đâu xem nào, let me see. Rời xa vòng tay anh là bão tố, cố quá lại thành quá cố. Ra đời mới biết mày ngu. Đấy, phản phúc sao này. Nhà tôi địt mẹ cái thằng này. Cái thằng to to này, cái thằng bên phải này. Tôi bảo là ai. Ai mà, tao buồn quá. Thằng này nó tên là Lê Văn Lopez. Địt mẹ Lê Văn Lopez. Nó là người Tây Ban Nha, gốc Mexico mà họ, nhưng mà là có gốc là gốc Việt. Đấy, địt mẹ mà nó đấm cho vãi lồn. Thì mẹ tôi gọi đó. Tôi gọi là bạn này. Mai mày đánh chết mẹ Stewie tao à, y rằng hôm sau chúng nó ra đánh nhau để tôi phân tích cái video này cho anh em xem đấy đấy đấy, đấy. Đấy. Để mẹ Stewie đánh nhau đi mẹ đánh nhau thế mà đánh nhau đấy. Nhảy hay thằng và mẹ anh biết tại sao thằng này nhảy trước không, nó chơi game nhiều quá, nó tưởng là đi mẹ mày, nó tưởng là đi mẹ ấy, nó tưởng là đang ở đế đốt hai, ông lại định bi hốp, tôi ông đây ông định bi hốp rồi ui vòng ra sau ông chim nó đi con mẹ. Nhưng mà tôi bảo nó rồi, tôi bảo thằng cái thằng bỏi thằng Lê Văn Lopez này rồi này, mai nó định bi hốp đấy, địt mẹ nó cản ngay bằng một cú cùi chỏ tay phải đấy. Ui trời ơi, địt mẹ mày nàng kiều lỡ bước ngay chạy đi đâu vì đam mê giàu sang rách bán đi hạnh phúc đời mình làm ngay. Úi trời ơi, các anh biết cái động tác đấy tôi dạy thằng Lê Văn Lopez là gì không? Nó gọi là đấm mồm. Đấy, đấy làm ngay. Úi rồi, đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Giờ nhớ thằng anh mày chưa? Đấy, mày cứ trêu thằng anh mày đi. Mày cứ trêu thằng anh mày đi. Địt mà. Cứ tên định bi hốp. Ngày hôm đấy tôi biết là thằng kia nó định. Nó định. Thằng này thằng Stewie ngày xưa thằng Stewie giỏi thì nó nhỏ nhảy qua smoke đúng không, cho nó định mang quả smoke, nó thủ sẵn quả smoke ở trong túi quần, nó định ném quả smoke nó nhảy qua đi mẹ. Thế là tôi đã cho ngay một đặc nhiệm đi mẹ, tình báo CIA vào đi mẹ buổi sáng đợi nó đi, nó vừa đi lấy nước đi mẹ tôi lấy quả smoke tôi vứt đi. Đấy, hết mẹ smoke chết mẹ mà ngay ấy. Úi dồi cái lôn đấy. Bryce, it's Jason Bourne.
Cày thế rồi. Khổ lắm. Bi hốp vậy, bi hốp vậy, bi hốp rồi. Oh shit, man, come on, bro. If you never left my side, you would never get beaten like that, bro. Like, I'm being for real, for real. That shit's crazy. Ôi, đây, buồn lắm, địt mà. Rời xa vòng tay anh là bão tố. Rời xa vòng tay anh là bão tố. Tiêu Huy ơi, em ngô lắm. Em biết không? Đi mẹ thơ ngay. Ngố lắm. Khổ lắm. Rồi. Reaction hôm nay là hết rồi. Anh em nhớ follow Instagram cho mình nhá. Rồi, Instagram đây. Follow đi. Cảm ơn anh em đã đón xem. Có gì cuối tuần mày chắc chắn mình stream thế nhá. Thank you mọi người. Thì là kể bị tăng lời trộm tiền. Ừ. Đấy tôi giả vờ thôi, giả vờ trộm tiền thôi. Nhưng mà tôi bảo thằng Lê Văn Lopez này trả nó đi. Chưa giờ đánh nhau trả nó. Cho thằng kia nó cay. Cho thằng kia nó cay, cho nó bắt nhau. Ôi, Tinder á. Tinder gì giờ này, đó, Tinder gì. Content cao không, thế là đủ rồi. Weibo mà cắt được đoạn Stewie ra mà post lên channel của anh thì ok. Thế nhá. Cảm ơn mọi người đã đón xem hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Bye bye mọi người.